Về các nhóm vấn đề chuẩn bị cho phiên đăng đàn trả lời chất vấn sáng ngày 17 tháng 11 tới, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn xác nhận chưa có giải pháp hiệu quả ngăn chặn dòng tiền quảng cáo phục vụ cho các mục đích xấu trên Facebook, YouTube. Thông tin trên được đưa ra trong phần báo cáo về những vấn đề giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin tuyên truyền văn hóa đạo đức xã hội. 35 triệu người Việt dùng Facebook nhưng thông tin xấu lại đến từ nước ngoài. Báo cáo gửi đến các đại biểu Quốc hội của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ, thông tin trên mạng hiện được cung cấp bởi hai nguồn. Thứ nhất là từ các cơ quan báo chí chính thống và thứ hai là từ truyền thông xã hội. Các thông tin được cung cấp bởi loại truyền thông xã hội được chia làm hai loại. Một là mạng xã hội trong nước do tổ chức cá nhân trong nước cung cấp, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động, chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Hiện có 363 trang mạng xã hội trong nước. Các trang này cơ bản đều tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Bộ trưởng đánh giá. Còn mạng xã hội nước ngoài do nước ngoài tổ chức, cá nhân tại nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Hiện Facebook và YouTube là hai mạng xã hội nước ngoài có đông người dùng Việt Nam sử dụng nhất. Con số cụ thể được nêu tại báo cáo. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Facebook có khoảng 53 triệu thành viên, YouTube có khoảng 35 triệu thành viên tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng, các thông tin tiêu cực như xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, kêu gọi kích động biểu tình chống phá nhà nước chủ yếu tồn tại trên các mạng xã hội nước ngoài do nhận thức của người sử dụng cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân. Ngoài ra, trước đây, các trang mạng xã hội nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam nhưng gần như không bị điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến tình trạng theo dõi, xử lý các thông tin vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Báo cáo về công tác chỉ đạo quản lý nhà nước, Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn khẳng định, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai quyết định đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại, vi phạm pháp luật. Bộ trưởng dẫn chứng việc tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều văn bản vi phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý Internet và thông tin trên mạng. Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi sai phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Cụ thể, đối với trường hợp xác định được nhân thân của đối tượng vi phạm, thì tùy theo mức độ, Bộ sẽ áp dụng hình thức xử lý kịp thời thông qua việc xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp kỹ thuật. Trường hợp vi phạm mức độ nhẹ thì nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Trường hợp vi phạm ở mức độ nặng có thể xem xét, xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép, thu hồi tên miền. Trường hợp không xác định được thân nhân của tổ chức cá nhân vi phạm, Bộ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như Google, YouTube, Facebook thực hiện các biện pháp ngăn chặn gỡ bỏ. Ngoài ra, Bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác định hành vi, đối tượng và ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm ẩn danh tính hoặc đối tượng chống phá đảng nhà nước, báo cáo nêu rõ. Báo cáo của Bộ trưởng cũng nêu những bất cập khó khăn đối với công tác quản lý thông tin trên mạng trong giai đoạn hiện nay. Một là hệ thống văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý Internet và thông tin trên mạng còn bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của thực tế. Hai là hạn chế về giải pháp công nghệ, đầu tư phương án kỹ thuật để ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý cũng chưa có giải pháp hiệu quả ngăn chặn dòng tiền quảng cáo phục vụ cho các mục đích xấu trên Facebook, YouTube. Nêu các giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng đề cập việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đảm bảo môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch, kịp thời bổ sung, xây dựng các văn bản mới và xây dựng cơ chế chính sách về thông tin điện tử cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng hiệu quả quản lý, bổ sung các chế tài xử lý vi phạm nghiêm khắc hơn, thúc đẩy mạng xã hội do doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cũng là giải pháp được nêu tại báo cáo của Bộ trưởng.